Mến chào quý anh chị, là đây em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên sang hàng ngọc ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại đường Nguyễn Bá Ngọc thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mặt tiền đường nhựa thông nha quý anh chị. Và đặc biệt vị trí của mình là kinh doanh, buôn bán và kết hợp mình nghỉ dưỡng ha. À, đi ra đây biển này, biển Phước Hải đâu đó khoảng tầm 100m thôi quý anh chị. À, có cái hẻm nè, à, hẻm 70 Nguyễn Bá Ngọc là đi thẳng ra bờ kè Phước Hải luôn ha. Đây, hẻm này hẻm xe máy nha quý anh chị. À, mình đi hẻm xe máy đi ra biển Phước Hải, còn mình đi ô tô đi xe máy là đường này ha, đi khoảng tầm 200m nha. Thì hôm nay em có một cái căn nhà kinh doanh buôn bán, à, nhà một trệt một lầu, góc hai mặt tiền những quý anh chị, mà giá khá là hời nha, giá chỉ có 2 tỷ mốt thôi, mà hướng đông nam, góc hai mặt tiền, à, một căn nhà hướng đông nam cực kỳ mát mẻ ha, hai mặt tiền mà giá cực kỳ hời luôn nha quý anh chị. Quá là rẻ luôn. Đây, căn nhà này ha. Đây. Đó, căn nhà một trệt một lầu giống quý anh chị. Hiện tại chủ đang đi công việc nên là em không có mở cửa vào trong, quay vào trong được ha. Đó, và đây là căn nhà của mình, là ngang là phía trước là 48, nở hậu 5m, sâu vào trong là 12m rưỡi, full thổ cư nha. Ở nhà mình nói chung là cũng còn khá là kiên cố nha quý anh chị. Đó, cũng còn khá là mới, thì mình có thể về thiết kế làm nhà nghỉ, hôm tây, hoặc là mình làm khách sạn, mình sửa lại, mình làm theo ý của mình ha. Hoặc là mình sửa lại, mình làm nhà để cho mình ở nghỉ dưỡng luôn nha quý anh chị. Nhà khá là đẹp, còn khá là mới quý anh chị. Tại vì nhà của mình là quay về hướng đông nam nè. Đây ha, quay về hướng đông nam. Đây, hướng này là hướng quay ra biển ha. Đường mình là ngay kế bên cái hẻm 47 Nguyễn Bá Ngọc đây nha quý anh chị. Đó, căn nhà một trệt một lầu, mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, mình kết hợp nghỉ dưỡng ha, mà giá chỉ có 2 tỷ mốt thôi quý anh chị. Ở đây thì dân cư đông đúc rồi, kinh doanh buôn bán khá là tốt ha, đi ra biển khá là gần. Thì bây giờ em sẽ quay ra biển mà em đi đường xe máy và em đi đường ô tô ha, còn đường xe máy thì chỉ có 100m thôi quý anh chị. Đi xe máy mình đi ra đây có xíu xíu thôi quý anh chị. Đây, đi có 100m tới rồi. Còn đi đường này là em đi đường ô tô nha. Ở đây thì bán quá nhiều đồ ăn luôn à. Gỏi cuốn rồi bánh xèo rồi thịt nướng rồi ốc ha, hải sản, đủ thứ hết. Và mình cũng sát ở trường học luôn nha quý anh chị. Đây, ngay trường học Phước Hải, trường tiểu học Phước Hải quý anh chị. Bên hông trường học luôn. Còn đây là công viên ha, công viên này đang sửa chữa lại nha quý chị. Mình là gần công viên Phước Hải luôn. Đây, ra đây là đường Võ Thị Sáu nè, mình ra đây ra biển ha, ra biển Phước Hải. Mình cách biển chỉ có 200m thôi quý chị, còn đi đường xe máy chỉ cách 100m thôi. Anh chị nào mà quan tâm căn nhà một trệt một lầu này thì inbox liền cho em nha. Em xin nói là cái diện tích căn nhà của mình là tổng diện tích là 60,4m², ngang là 5m, sâu là 12m rưỡi, full hết thổ cư, nhà một trệt một lầu nha. Giá chỉ có 2 tỷ mốt, quá là rẻ luôn, vừa ở cái hợp và kinh doanh buôn bán được luôn nha. Đi ra đây xíu xíu là tới biển Phước Hải rồi quý anh chị. Đây là bờ kè Phước Hải nè. Anh chị nào mà đang tìm vị trí gần biển để mình vừa kinh doanh buôn bán kết hợp mình nghỉ dưỡng thì bốc liền cho em cái căn nhà này nha. Góc hai mặt tiền mà giá khá là hời luôn, giá chỉ có 2 tỷ mốt. Rồi em quay cái sổ và soi quy hoạch chúng chị xem nha. Đó quý anh chị, thì sổ mình sổ mới công chứng sang tên ngay ha. Chủ chụp hơi mờ tí nha quý anh chị. Thửa đất số là 149, tờ bản đồ 79, địa chỉ thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 60,4m² ha, diện tích sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là full thổ cư. Thời hạn rất là lâu dài ha. Đây quý anh chị, thửa đất của mình góc hai mặt tiền ha. Đất của mình là nhà của mình là quay về hướng đông nam, hướng quay ra biển cực kỳ mát mẻ luôn nha quý anh chị. Sát biển Phước Hải luôn. Rồi để em show quy hoạch của quý anh chị xem. Đây quý anh chị, quy hoạch của mình đây ha. Ngang là
48, nở hậu 5m, sâu là 12m rưỡi, full hết thổ cơ nha. Tổng diện tích là 60,4m2. Cho quý anh chị xem là mình sát biển luôn quý anh chị này. Đó. Mình ở đây nè. Đó, đi ra biển này có xíu xíu thôi. Đấy, thấy không? Khu dân cư kính luôn nè, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán tốt luôn nha quý anh chị. Rồi anh chị nào quan tâm sản phẩm gần biển Phước Hải, góc 2 mặt tiền thì inbox cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.